Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một cái phần mềm mình phải nói là cực kỳ ảo ma luôn. Đây là trước này, sau, trước, sau, trước, sau. Tất cả cái điều chỉnh mà mình đã làm trên hình này bao gồm luôn cả thay phông nền này, rồi chỉnh da mặt, là mịn da mặt này, xóa chi tiết những cái lỗi trên da mặt này, xóa nọng cằm này, các bạn thấy nó rất là tự nhiên nha. Và nó thay đổi vị trí, chỉnh sửa các thứ, retouch toàn bộ là trên phần mềm Evoto. Cái phần mềm này, đây là một phần mềm cực kỳ hay và nó là một cái khoản đầu tư rất là xứng đáng cho anh em làm nghề. Nhưng mà nó rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em về phần mềm Evoto như ở đầu video mình đã nói cho anh em rồi. Đó là trước và sau khi mình chỉnh cái hình này nè. Thông thường một cái hình mà các bạn chỉnh ảnh chân dung kiểu như này á, thì các bạn sẽ mất khoảng chừng bao lâu? 5 phút không? Chắc chắn anh em lành nghề thì chắc chắn tầm đó đúng không? Mình làm cái này 1 phút. Và nếu như mà mình lưu cái này lại thành một cái preset thì những hình sau mình chỉ click một phát thôi, cho nên mình sẽ chỉ tốn chưa tới 5 giây nữa. Thì các bạn có thể thấy là đây là một cái phần mềm cực kỳ mạnh luôn, một phần mềm ứng dụng AI vào trong chuyện chỉnh hình. Và cái phần mềm này nó sẽ hỗ trợ tập trung chủ yếu vào một cái lĩnh vực riêng của nó thôi, những cái phần mềm, những cái tính năng mà thậm chí là cả Photoshop cũng chưa có. Mày nói nó trắng ra là có những cái tính năng mà Photoshop chưa có. Tuy nhiên cũng phải nói chính xác hơn là nó mang tính chất hỗ trợ cho anh em là chính ha, hỗ trợ anh em là chính. Và còn nhiều cái tính năng khác mà râu ria kiểu như là xóa chi tiết này nọ đó thì cái này không có nha. Nhưng mà những cái gì về cốt lõi nhất á, là những cái gì mà gọi là tốn thời gian nhất của anh em á, là retouch hình á, thì Evoto làm hết cho anh em luôn. Các bạn thấy đây là trước này, sau này, trước, sau, trước, sau. Chúng ta có chỉnh mặt, chỉnh răng, tất cả thứ. Phần mềm này hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn nha. Các bạn vào menu Evoto này, chúng ta chọn Language và chúng ta chọn là tiếng Việt và nhấn Restart thì sẽ tự động khởi động lại cái phần mềm của chúng ta và nó chuyển thành tiếng Việt toàn bộ nha anh em. Cho nên mình nghĩ là mình không cần phải giới thiệu nhiều về cái tính năng, bởi vì các bạn hoàn toàn có thể tải phần mềm này để chúng ta tự trải nghiệm nha. Đây là một phần mềm tính phí nha, phần mềm tính phí. Tuy nhiên cái link mặc định nếu như các bạn tự gọi là đăng ký đối với cá nhân á, thì nó sẽ chỉ cho các bạn chỉnh sửa 5 ảnh miễn phí thôi. Còn nếu như các bạn click vô cái link mà mình để dưới phần description, phần mô tả của video hoặc là dưới phần comment ghim á, thì nó sẽ cho các bạn nhiều hơn, loanh quanh như 20-30 cái hình gì đó, thì anh em có thể trải nghiệm thử. Và nếu như anh em đang làm nghề chuyên nghiệp và chúng ta làm chủ yếu là để gọi là làm ra tiền từ việc chỉnh hình á, thì chúng ta nên đầu tư cái phần mềm này. Bởi vì nếu mà tính ra ở trên cái trang Evoto.ai của nó đó, thì nó có bảng giá này ha. Nếu mà chia ra thì loanh quanh nó sẽ loanh quanh khoảng chừng 1.600 đồng một hình. Thành ra nếu như anh em làm nghề thì chúng ta mới nên mua phần mềm này thôi. Còn nếu như chúng ta chỉnh chơi chơi thì thực sự các bạn chỉ trải nghiệm chơi cho biết về cái công nghệ của những pháp sư Trung Hoa người ta đã làm ra tới đâu rồi. Mình kỳ vọng một điều là có thể sau này có những phần mềm phổ thông hơn thì cũng sẽ cập nhật được những cái tính năng như vậy. Tuy nhiên đây là những cái tính năng hiện tại còn rất là mới trên thị trường. Bản chất cái Evoto này có lẽ mình dự đoán thôi là người ta cũng phải thuê những API, thuê những cái tính năng xử lý tự động đó, thuê API từ một cái dịch vụ bên ngoài để nó hỗ trợ cái phần mềm Evoto này chọn được những cái chi tiết rất là khó và hầu như không thể nào chọn tự động được ở trên Photoshop. Ví dụ như là các bạn muốn xóa mụn trứng cá đi, mình sẽ reset lại cái hình này đi, thì mình muốn xóa tà nhang mụn trứng cá đúng không? Bật lên, ở đây có những cái mụn ruồi này, nó giữ lại mụn ruồi cho anh em nhé. Bởi vì sẽ có nhiều người ấy, người ta không muốn xóa những cái vị trí đó, nhưng mà đây có nốt luôn, nếu khách hàng muốn click một phát xong, trước sau, trước sau, đó retouch này. Xóa khuyết điểm cơ thể này, xóa nếp nhăn, rồi xóa nếp nhăn vùng mắt. Nói chung là những cái tính năng này ấy, nó tiếng Việt hết, anh em có thể tự kéo được và nó rất là đơn giản thôi. Anh em có thể reset, có thể kéo tăng giảm thoải mái, cho nên là nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Cái con số mà 5 hình thì nó sẽ áp dụng cho chuyện là các bạn xuất hình ra ở trên một máy nha. Thí dụ cũng hình này, các bạn chỉnh xong các bạn xuất ra thì nó sẽ trừ cái credit của các bạn đi một hình. Tuy nhiên cũng cái hình này các bạn xuất ra lần thứ hai thì nó sẽ không trừ nữa nha. Nó chỉ tính là một hình thôi. Cho nên là nếu như các bạn làm việc chỉnh hình cho khách á, mà khách nhờ các bạn là chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại á,
thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều với cái số Redis nha. Cái chi phí trên một hình đó nó vẫn là 1.600 thôi. Cho nên là bình thường một hình mà những người chỉnh hình chuyên nghiệp á thì nó sẽ loanh quanh khoảng chừng 10.000 15.000 một tấm, hoặc là những nơi nào rẻ thì cũng 5.000. Thì cái chi phí 1.600 đồng nó rất là rẻ và mình nghĩ là nó tiết kiệm hơn cho anh em rất là nhiều, tiết kiệm về mặt thời gian. Bởi vì bình thường các bạn mất cần chừng 10 15 phút để retouch xong một bức hình, thì ở đây các bạn chỉ mất có 1 phút thôi. Nó gấp, nó nhân 10 lần cái workflow của anh em lên ha. Cái quy trình của các bạn sẽ nhanh gấp 10 lần đó, gấp 10 lần. Thay vì các bạn sử dụng 15 phút đó các bạn chỉnh được một hình và các bạn lấy được 15.000. Ý là cái chi phí mà các bạn lấy tiền từ khách đó, thì đây các bạn chỉ tốn 1 phút thôi để các bạn lấy được 15.000, và trong 10 phút đó các bạn lấy được 150.000. Thì đây là một cái khoản đầu tư rất là ok. Mình phân tích ra vậy để cho anh em hiểu về những anh em là chúng ta làm nghề, chúng ta kiếm tiền từ hình ảnh á, thì các bạn sẽ hiểu là con số đầu tư này là tương đối nhỏ cho cái hiệu quả mà nó mang lại nha. Rồi, ở đây thì mình muốn giới thiệu sương sương về một số cái tính năng gọi là mình cảm thấy ấn tượng nhất về cái phần mềm này trước nha. Đầu tiên là phần mềm này nó sẽ hỗ trợ cho anh em hầu như tương đối đầy đủ về cái workflow cơ bản của cái việc là chúng ta chỉnh hình dịch vụ ha. Ví dụ như là ở phần đầu tiên là về phần chỉnh ảnh, chỉnh tông chung đó, vì ví dụ như là về preset gọi là màu sắc này nọ rồi này ha. Rồi ví dụ như là về tông màu này, phơi sáng tương phản vùng sáng vùng tối, nó giống như kiểu exposure, shadow, white, highlight này nọ ở trong Camera Raw Lightroom kiểu như vậy đó. Chúng ta đều có thể chỉnh ở đây, rồi khử nhiễu hạt các thứ, HSL có curve luôn, đó kiểu như vậy. Cái quy trình thứ hai nữa là chúng ta có thể xử lý được về da, về retouch, về cơ thể, về da, về mắt, mặt các thứ ha. Ở đây nó sẽ phân biệt được chúng ta là nam, nữ. Ví dụ như là các bạn đang chọn một cái bức hình mà có nhiều người, thì ví dụ cả nam cả nữ đi, như hình này. Stock của bạn Dương Quốc Thắng, đây là trước sau này, mình đã retouch sương sương rồi. Các bạn có thể thấy là mình chỉnh màu da rồi mịn da các thứ này. Thì khi các bạn chọn vào cái phần mà chỉnh da này thì nó sẽ tách bạch cái chuyện là da của cái workflow chúng ta chỉnh sửa ảnh của nam nó sẽ có một số điểm nó khác với nữ. Đó thì nó sẽ khác này ha. Đối với nam thì không có vết rạn da. Cái vết rạn da này là khi mà mình chỉnh hình bà bầu kiểu thế ha. Rồi trẻ con nó sẽ phân biệt là trẻ con hay là người già ha, người già. Thì ở đây mặc định khi các bạn click vô thì nó sẽ nhận diện được đây là nữ này và đây là nam, các bạn có thể chọn lại ở đây được nhé, hoặc là chọn thêm khuôn mặt được. Như vậy thì khi các bạn chỉnh thì chúng ta có thể chọn được riêng người mẫu nam và người mẫu nữ. Tất nhiên ví dụ như là thêm người nam nữa thì nó sẽ gom hai người nam lại thành một, và các bạn có thể chỉnh riêng từng đối tượng, từng giới tính nha. Ở đây mình nói tới giới tính nha, chứ mình không có nói tới cái xu hướng tính dục nha. Cho nên là ok. Rồi ok, những bạn nam thì sẽ được gom chung vào ha. Thì tất nhiên rồi, nam thì nếu các bạn muốn xóa nhiều hơn thì chúng ta vẫn có thể xóa nhiều hơn, không sao cả. Đó. Rồi, như nữ, rồi trẻ con kiểu như vậy ha. Thì ở trong cái bước mà retouch về khuôn mặt này nó sẽ có một số cái đặc điểm tương đối mạnh ở trên cái phần mềm này. Đó là những cái tính năng mà nó không có ở trên Photoshop như nãy mình có đề cập tới đó. Đó là nó chi tiết, nó giúp chúng ta chỉnh tự động những cái vùng mà cực kỳ chi tiết rồi anh em. Ví dụ như là xóa cái rãnh cười này, xóa quầng thâm, xóa cái nọng cằm nha. Đây mình mở lại cái hình mà mình retouch cho anh em. Đây mình sẽ mình reset lại ha. Đây là trước này, mình sẽ zoom vào cho anh em. Đây, ví dụ như là xóa nọng cằm đâu rồi. Đây, xóa nọng cằm mình sẽ tăng hết cỡ này. Và các bạn sẽ thấy nó sẽ khử cái nọng đi ha. Xóa nếp nhăn cổ mình cộng thêm thì nó sẽ mất cái này đi. Và các bạn sẽ có trước, sau, trước, sau, trước, sau. Đó, nó hiệu quả tới mức đó. Và mình nghĩ nó tương đối, mình có thể nói là nó hiệu quả rất là ok. Khi mình chỉnh hình của mình cảm thấy rất là thỏa mãn khi mà mình có cái nọng đẹp như thế này. Ok. Rồi mình qua lại hình khác đi, chứ không mà đầu độc gọi là không đẹp lắm cho người xem. Nhiều người ta nói là kiểu hiếp dâm con mắt. Ok rồi. Ngoài ra thì mình có một vài phần về điều chỉnh da được ha. Nhiều người ta sẽ lăn tan ở trên khi các bạn chỉnh manual, chỉnh tay ở trên Photoshop hoặc Lightroom, chúng ta sẽ phải chọn vùng, phải chọn kinh màu, phải chọn các thứ đồ để chúng ta chỉnh được cái tông da. Ở đây thì nó sẽ sẵn những cái tông da cho các bạn luôn. Các bạn muốn trắng, các bạn muốn trắng hồng, các bạn muốn trắng hơi xám, các bạn muốn vàng, các bạn muốn nâu thì chúng ta đều có thể chọn, và nó sẽ cho các bạn tùy chọn được nha. Ví dụ ở đây mình muốn trắng hồng này
thì mình chỉ cần giảm cái mức độ đi, tăng hoặc giảm cái mức độ tới khi nào các bạn cảm thấy ok. Thì mình thấy thích nhất cái phần này ha. Nếu như các bạn đang làm mà retouch về high end, gọi là retouch retouch cao cấp đó, thì retouch cao cấp đó. Ví dụ các bạn làm nghề make up chẳng hạn, như vậy chúng ta sẽ muốn có những cái bức hình nó hoàn hảo như thế này, nó sẽ hay hơn ha. Rồi muốn xóa cái phần vùng cười đâu rồi nhỉ, đâu rồi, xóa rãnh cười này, đây đây chính là rãnh cười này, đó nó mất đi. Rồi muốn xóa nếp nhăn cổ nếu có này, nó sẽ bỏ cái này đi. Đó, kiểu như vậy. Xóa nọng cằm, bạn này làm gì có nọng đâu, xinh quá rồi. Xóa quầng thâm không biết có không, xóa nếp mắt, đó, kiểu như vậy ha. Thì chúng ta có thể chỉnh được rất là ok. Ngoài ra thì nó có cái phần điều chỉnh sáng tối da này. Nếu như anh em nào từng biết tới cái kỹ thuật gọi là dot and burn á, thì đây nó chính là dot and burn, công nghệ gọi là AI trước sau nó làm nổi khối chúng ta lên. Ở hình này thì nó chưa rõ lắm bởi vì hình này tương đối ok rồi. Mình sẽ coi thử hình nào không, hình của mình đi. Ok, đâu mà điều chỉnh ra dot and burn tăng lên, đó đây này. Đó, nó làm cho cái phần chi tiết da của bạn trở nên rất là ok và chi tiết không bị mất nha. Nó làm cho ảnh nó đều hơn đó. Có những phần mà highlight nó bị sáng quá, highlight bị tối quá như thế nào đó thì nó sẽ xử lý cho chúng ta. Đó, ok. Thôi quay lại hình đẹp đi. Rồi, cái công nghệ A, cái công nghệ mà Dot and Burn đó theo mình là một trong những cái gọi là đáng tiền nhất ở trong cái phần mềm này đó ha. Rồi, một vài cái tính năng khác về chi tiết hơn như chỉnh sửa hình dạng lông mày, mắt, mũi, miệng, các bạn đều có thể chỉnh trên này được hết ha. Liquify đối xứng dùng cho ảnh thẻ này. Thì ví dụ các bạn là sử dụng cái này trong việc chúng ta chỉnh ảnh thẻ đó, thì mình sẽ crop cái này lại ha. Ví dụ mình sẽ để cái kích thước tự chọn là 4 x 6. Rồi đó, 4 x 6 đây. Rồi, ok. Lưu. Mình qua đây và mình sẽ chọn vào cái phần là đâu rồi, cái phần mà chỉnh sửa ảnh thẻ. Điều chỉnh ra đâu rồi, sửa dạng khuôn mặt đây. Có cái liquify đối xứng dùng cho ảnh thẻ này, các bạn click vô. Nó sẽ tự động nó làm cho khuôn mặt này, các thứ của các bạn nó cân bằng hơn ha. Ví dụ như là các bạn chụp ảnh thẻ mà người mẫu hơi nghiêng sang phải chút, hơi nghiêng sang trái chút mà khách đi về rồi, các bạn đang ngồi chỉnh phát hiện bị lệch thì khách đi về rồi, thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Đây, nếu như đối xứng ngũ quan này mình sẽ chỉnh lại từng từ từng tí cho các bạn hiểu cái vấn đề đó. Nó sẽ cân 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 từ từ lại, các bạn có thể hoàn toàn tự làm được nha. Như ở đây mình đang cảm thấy là ở cái phần mặt bên 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 trái của mình nó đang hơi phồng ra quá, thì mình sẽ chỉnh sửa riêng cái phần mặt bên trái bằng cách bỏ cái link này đi. Mặc định thì nó sẽ là các bạn tăng giảm, nó tăng giảm cả đôi nha, nhưng mà mình bỏ cái link đi. Khuôn mặt bên trái mình muốn cho nó gọn lại, đó đều rồi, đẹp trai hẳn. Đó, ví dụ như vậy. Thôi bấy lại hình khác. Rồi, ok. Ngoài ra thì phần trang điểm nữa này, cái này hay ho hơn này. Các bạn muốn make up cho mẫu đây, đó, đây là trước sau, chúng ta có thể giảm cái mức độ, giảm opacity của cái make up đó, trước sau, cổ điển cái phong cách đó, trước sau, đó, pháp sư Trung Hoa đây anh em. Rồi, không phải là chỉ là cái danh nha, đúng không? Rồi, ở đây ví dụ các bạn muốn chọn phần lông mày khác này, chúng ta hoàn toàn có thể chọn được nha. Ví dụ lông mày của người mẫu các bạn hơi bị nhạt, các bạn có thể chọn cái phần lông mày khác, lông mi rồi lông lông mắt các thứ đó, thì chúng ta có thể chọn được. Những cái kiểu trang điểm sẵn thì là nguyên một group rồi. Hoặc đây các bạn có thể chọn được theo cái kiểu mà các bạn cần nhé. Son thì đây chúng ta có thể chọn được luôn. Qua đây chúng ta có thể chỉnh toàn thân được. Ở đây thì nó sẽ tự động nó xác định được là cái phần nào trên hình của các bạn có thì nó mới hiện thị thôi nha. Ví dụ như là hình chụp bán thân như thế này thì làm gì có chiều cao, chúng ta sẽ không có chọn được cái chiều cao. Tuy nhiên chúng ta có thể chọn được một cái bức ảnh mà nó hiển thị cả chân thì nó sẽ hiển thị được chiều cao hơn. Mình thử coi hình này thì có không nhé. Chỉnh sửa toàn thân, đây có chiều cao này, muốn làm cho người mẫu của bạn cao hơn đúng không, nữ này đó, cao hơn, trước sau, ok ha. Thì đó, ngoài ra thì ta hoàn toàn có thể làm những cái khác như là kéo dài chân này, thon chân này, đẩy mông này, làm cho cái thân hình của ta nó đẹp hơn, kiểu như vậy ha. Các bạn hoàn toàn có thể chỉnh được ở trên này. Một cái tiếp theo nữa là chúng ta có thể điều chỉnh được cái phông nền. Ví dụ như các bạn chụp ảnh gọi là cho cô dâu chú rể mà ta chụp trong studio bằng phông nền thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái này. Mình sẽ reset lại cái này để các bạn thấy cái phần phông nền nhé. Rồi,
Phông nền của mình đang bị nhiễu này, có những chỗ mà nó bị màu ám màu này, xong rồi bóng độ các thứ. Mình muốn loại bỏ rải màu này, làm sạch nền này và cải tiến phông nền là mình kéo tảng lên thì nó sẽ làm cho ảnh nền nó bị nó mờ đi ha, hay anh em ở ngoài Bắc hình như hay gọi là lưu nền thì phải ha, hay gọi kiểu như vậy. Ngoài ra chúng ta có thể đổi thẻ đổi ảnh nền được ha, chúng ta có thể thêm cái nền mà các bạn muốn vô đây nhé. Còn mặc định ở đây nó sẽ có một vài cái gọi là cái này, những cái gọi là formal rồi, những cái khá là truyền thống rồi, nó tự động nó tách nền, nó tự động nó làm cái background mới cho anh em luôn và chúng ta có thể điều chỉnh hình nền được. Ngoài ra chúng ta có đổi bầu trời nữa, đổi bầu trời thì đơn giản rồi, các bạn chọn cái bức hình nào đó có bầu trời và chúng ta chọn vào đổi bầu trời thì nó sẽ có cái này, những cái này thì nó khá là quen thuộc rồi ha. Ngoài ra đây là crop thì đơn giản rồi, có hai cái tính năng mà giúp cho anh em thao tác ở trên cái phần mềm này và nó làm rút ngắn cho cái quá trình chỉnh sửa hình ảnh của anh em. Ngoài cái việc là nó hỗ trợ anh em retouch thì đó là khi các bạn đã retouch được một tấm hình rồi, ví dụ như là hình này đi mà mình muốn xóa tàn nhang mụn trứng cá, xóa khuyết điểm, xóa nếp nhăn, tăng chiều cao, bla 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 bla, điều chỉnh sáng tối, điều chỉnh sáng tối da đi, rồi mịn da mặt một chút đi, hình ảnh hình nữa. Rồi bạn nữ thì mình sẽ làm cho ảnh da trắng này, xong rồi ảnh này nó hơi sáng đúng không, thì mình sẽ làm cho tông màu của nó hơi giảm xuống một chút xíu này, hơi giảm chút xíu thôi đó, rồi shadow lên một chút này, rồi highlight giảm một chút này. Rồi sau khi mà mình đã chỉnh như này rồi, trước sau mình có thể làm cho nó mịn hơn nữa đi, mịn hết cỡ luôn. Rồi sau khi chỉnh xong rồi, bây giờ chúng ta ở trong một bộ các bạn có nhiều hình mà đúng không, chúng ta đã rút ngắn được một bước ở cái chuyện làm ta retouch khá là nhanh rồi. Cái bước thứ hai nữa đó là các bạn có thể lưu cái preset mà các bạn đã chỉnh như này thành một cái file preset của Evoto, để ví dụ như các bạn làm nghề chỉnh ảnh thẻ chẳng hạn như vậy thì chúng ta có thể save cái preset đó và những cái khách tiếp theo á, các bạn thậm chí chẳng cần mơ chẳng cần tới 1 phút để chúng ta kéo nữa, và các bạn chỉ phải click một click vào cái preset thôi. Chúng ta có thể nhấn vào lưu cài đặt sẵn mới này, các bạn để ví dụ như cái này là ảnh thẻ đi, hoặc là đây đây là ảnh kỷ yếu đi, ảnh kỷ yếu đó kiểu như vậy. Chúng ta có thể lưu lại những cái phần mà chúng ta thích ở đây và nhấn lưu thì nó sẽ tạo ra một cái preset ở đây cho các bạn nha, và sau đó những cái hình khác các bạn chỉ việc click vô thôi. Hoặc là ở trong một bộ ảnh chúng ta có thể chọn nhấn đề phím Shift này, nhấn vào cái hình mà các bạn đã chỉnh rồi nha, dề phím Shift click vào những cái ảnh còn lại và chúng ta chọn là đồng bộ cài đặt. Và đây chúng ta chỉ cần nhấn đồng bộ thôi và tự động toàn bộ cái tính năng như là xóa tàn nhang này các thứ đồ nó sẽ tự động nó áp vào những cái ảnh phía sau luôn. Đây nó đang chạy này, đó rồi, đây là trước sau, các bạn có thể thấy là nếu các bạn ứng dụng cái việc này, cái tính năng này và trong cái quá trình các bạn làm á, nó sẽ làm cho cái quá trình gọi là chỉnh sửa hình của các bạn nó nhẹ nhàng hơn đi rất là nhiều. Thì có một cái đặc biệt hơn nữa, có một cái đặc đặc điểm gọi là đặc biệt nhất của phần mềm này mà mình gọi là cảm thấy khá là hay, đó là xử lý AI nhưng mà rất là nhanh, xử lý AI rất là nhanh. Một phần lý do mình nghĩ là do nó sử dụng cái công nghệ là Proxy, có nghĩa là thực ra các bạn đang làm ở trên cái hình này á, thì nó không phải là ảnh trên ảnh RAW, không phải làm trên ảnh file RAW như một số phần mềm như kiểu là Photoshop hay là đặc biệt là Lumina. Lumina nó xử lý rất là chậm bởi vì nó không làm qua Proxy. Đối với Evoto thì mình nghĩ là nó làm theo phương thức gọi là Proxy ha, kiểu như thế thì nó sẽ làm cho cái thao tác của bạn nhanh hơn rất là nhiều. Và khi các bạn xuất file hình ra thì nó sẽ mới bắt đầu nó áp cái điều chỉnh đó ở trên cái file gốc và nó xuất ra thành file JPEG hoặc là file định dạng mà các bạn cần như JPEG hoặc TIFF, nếu để gọi là sử dụng cho những cái tác vụ gọi là up lên web hoặc là ở đâu đó up lên web hoặc là ở mạng xã hội kiểu như vậy thì các bạn để JPEG. Còn không, các bạn muốn in, đặc biệt các bạn làm ảnh cưới hoặc là ảnh dịch vụ, ảnh retouch high end hoặc là chúng ta ảnh thẻ chẳng hạn như vậy thì các bạn có thể chọn là TIFF để chúng ta có thể lưu ra, hoặc là không JPEG thì chúng ta cứ để chất lượng là 14 tốt nhất để cho nó tốt ha. Không gian màu chúng ta có thể tích thành sRGB để chúng ta up lên Facebook, nó không có bị mất cái gọi là cái vùng màu của chúng ta, nó không bị lệch màu nhé. Thì đó là cái cách chúng ta sử dụng và cũng là một số cái điểm mà mình nghĩ là nó khá là hay ho ở trong cái phần mềm này. Và theo mình nha, đặc biệt mình muốn nhấn mạnh lại, đây là một khoản đầu tư khi các bạn sử dụng phần mềm này và trả phí cho nó. Đây là một khoản đầu tư dành cho anh em photographer chuyên nghiệp hoặc là photo editor chuyên nghiệp. Chúng ta làm ra tiền từ hình ảnh và cái phần mềm này nó sẽ giúp các bạn rút ngắn được cái quá trình các bạn chỉnh sửa rất rất là nhiều.
Nhiều người khá là tập trung vào chuyện blend màu, tuy nhiên cái phần retouch này mới gọi là đóng góp ít nhất là khoảng 30% vào kết quả cuối cùng mà các bạn gửi cho khách đó. Thành ra là đây là một khoản đầu tư rất là xứng đáng và các bạn sẽ rút gọn được cái khoảng khoảng thời gian các bạn cần phải bỏ ra để retouch hình á. Nó rất là nhiều ha, nó rất là nhiều. Như hồi nãy mình phân tích thì loanh quanh khoảng ít ít nhất là cũng phải gấp 10 lần, loanh quanh phải gấp 10 lần tùy theo cái tốc độ của anh em làm nghề ha. Thì trong cái quá trình X10 đó thì cái chi phí mà bỏ ra cho cái việc mà chúng ta lấy được 10 lần cái doanh thu nó xứng đáng mà đúng không? Ok, thì đó là toàn bộ video này về eVoTo. Nếu các bạn muốn trải nghiệm thử ha và muốn có cái số lượng hình ảnh chúng ta sử dụng được nhiều thì các bạn có thể click vô cái link mà mình để ở phía dưới. Và các bạn cảm thấy phần mềm này như thế nào? Các bạn đánh giá như thế nào về công nghệ AI của những pháp sư Trung Hoa thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên like, share, subscribe. Và ở phía bên dưới này thì mình có những video khác ở trên kênh YouTube Hoàng Phúc Photo của mình. Các bạn là nếu các bạn có muốn mình làm thêm chủ đề gì về eVoTo hoặc là ví dụ như là ở chi tiết hơn về cách sử dụng nó thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Bye bye, mình là Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo.